đến. Vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bờ Lóc Có Tiêu. À, chị lo đang mặc áo sọc trong nhà đó cô chú anh chị và các bạn. Chị Hồng Loan đang ở trong nhà nhé cô chú anh chị và các bạn. Chị Hồng Loan có một mái tóc tua gà rất là xinh xắn nha cô chú anh chị và các bạn. Vâng, vừa nãy là cận cảnh Thiềm Lo nhé, bây giờ quay trở lại với con gấu. Má cô Úc Tiêu bị sao rồi cô chú anh chị và các bạn. Quay lại với chủ đề con gấu nhé. Gấu ở trên nhà của Thiềm Lo. Cô chú anh chị thấy con gấu đó không cô chú anh chị? Để chúng ta quay lại gặp con gấu đó nha. Gấu hình như màu trắng á cô chú anh chị và các bạn. Con gấu màu trắng đó nhé. Từ sáng giờ rồi nghe nói là con gấu chuyện của con gấu, nhưng mà không biết chuyện gì của con gấu hết cô chú anh chị và các bạn. Mới biết ra là chuyện con gấu thì nó có nhiều phức tạp lắm, không biết nó có đúng sự thật hay là không, Ốc Tiêu chị quay cho cô chú anh chị và các bạn cùng biết thôi chứ hợp hư như thế nào á thì Ốc Tiêu cũng không biết nữa cô chú anh chị. Hợp hư như thế nào Ốc Tiêu cũng không biết thôi nhé, chị quay cho cô chú anh chị cùng biết thôi. Chuyện về con gấu nha cô chú anh chị và các bạn. Nghe một nguồn tin á là con gấu, ở trong con gấu nó có chứa một cái vật gì đó quan trọng nhé, nhưng mà cũng không biết nữa, chờ mang con gấu nó xuống phổ hợp con gấu nó ra rồi mới biết được ở trong nó có cái gì chứ. Cái đó là nguồn tin thôi, nguồn thông tin không chính thống thôi cô chú anh chị và các bạn thân mến. Vâng, ở trong nhà anh Kiều Lo thì đang bán hàng nhé cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ con của chị Lo đi học nhé cô chú anh chị. Anh Phương, chồng của Bum Bum cũng ra mở cửa nhé. Từ sáng giờ chuyện con gấu nha cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta cùng đi lại gần con gấu đó để xem. Con gấu đây cô chú anh chị và các bạn. Cận cảnh con gấu màu trắng nhé. Nó lòi ra ngoài luôn. Chắc
một mai đây nó sẽ gỡ xuống nha cô chú chị coi nè. Con gấu này nha, nguồn tên là gấu của cô Sáu, cô chú chị và các bạn. Cận cảnh con gấu luôn. Cận cảnh con gấu nha cô chú chị và các bạn. Gom là gần nữa thì nó không thấy tỏ. Gấu này của cô Sáu. Hai cụ Hồng Nhung, Hồng Phượng gì đó, mình cũng không biết nữa. Thấy rõ cái mặt của con gấu luôn, gấu màu trắng nha cô chú anh chị và các bạn. Một mai đây nó sẽ gỡ xuống thôi nha, tại vì nó cũng cái bọc nó cũng đã gắt rồi cô chú anh chị và các bạn, bọc nó cũng đã gắt rồi nha. Còn cô chú anh chị và các bạn nếu xem kênh cầm mấy kênh này có nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Nghe một nguồn thông tin không chính thống là trong con gấu này nó có cái gì đó cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta cùng đăng ký kênh Bình Đông Có Tiêu để biết con ở trong con gấu này nó có cái gì nhé cô chú anh chị và các bạn. Ông Tiêu đã đi qua bên đây rồi nhé. Anh Phương chồng của Bùm Bùm bây giờ đi ra ngoài để mua cái gì đó có chú anh chị Phật vàng. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Ăn ái cho tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong một khoảng thời gian kế tiếp thôi nhé.